Phở là một món ăn truyền thống của Việt Nam, cũng có thể xem là một trong những món ăn đặc trưng nhất cho ẩm thực Việt Nam. Thành phần chính của phở là bánh phở và nước dùng hay nước lèo theo cách gọi miền Nam, cùng với thịt bò hoặc gà cắt lát mỏng. Ngoài ra còn kèm theo các gia vị như tương, tiêu, chanh, nước mắm, ớt. Những gia vị này được thêm vào tùy theo khẩu vị của từng người dùng. Trước đây, chỉ có phở bò chín với đầy đủ chín, bắp, nạm, gầu. Về sau, thực khách chấp nhận cả phở tái, phở gà. Đi xa hơn, có nhà hàng thử nghiệm với cả thịt vịt, ngan nhưng không mấy thành công. Nhà văn Thạch Lam đã viết trong cuốn Hà Nội 36 phố phường. Phở là một thứ quà đặc biệt của Hà Nội, không phải chỉ riêng Hà Nội mới có, nhưng chính là vì chỉ ở Hà Nội mới ngon. Phở ngon phải là phở cổ điển, nấu bằng thịt bò, nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai, chanh ớt với hành tây đủ cả. Rau thơm tươi, hủ tiêu bắc, giọt chanh cốm gắt, lại điểm thêm một ít cà cuống. Vào thời những năm 1940, phở đã rất phổ biến ở Hà Nội. Đó là thứ quà ăn suốt ngày của tất cả các hạng người, nhất là công chức và thợ thuyền. Người ta ăn phở sáng, ăn phở trưa và ăn phở tối. Nước phở được từ chế biến từ xương bò và thịt bò nguyên chất. Hai nữa là về cái khâu kỹ thuật thì là mình phải làm sao để đảm bảo rửa xương cho nó khử hết cả mùi hôi mùi gây. Nước dùng của phở thường được làm bằng việc hầm xương bò. Thịt dùng cho món phở là thịt bò hoặc gà và gia vị bao gồm quế, hồi, gừng, thảo quả, đinh hương, hạt mùi. Xương để làm nước phở phải được rửa sạch, cạo sạch hết thịt bám vào xương rồi cho vào nồi đun với nước lạnh. Nước luộc xương lần đầu phải đổ đi để nước dùng khỏi bị nhiễm mùi hôi của xương bò. Khi đã vớt hết bọt, cho thêm một ít nước lạnh và lại đợi nước tiếp tục sôi tiếp để vớt bọt. Cứ làm như vậy liên tục cho đến khi nước trong và không còn cặn trong bọt nữa. Thì chúng ta thấy có thể gặp rất nhiều trên các cái phổ biến ở trên cái sinh hoạt trong cái cuộc sống của chúng ta ở các quán phở. Thì chúng ta thấy rằng các nồi nước xương rất to và chúng tôi nghĩ rằng là hình như các chủ cơ sở còn mang những nồi nước xương đấy để làm PR cho mình. Đấy, chứng tỏ rằng là chất lượng của chúng ta của người ta. Cái thứ hai là cái làm ăn trung thực của người ta. Thế và chúng ta thấy hầu như là phổ biến. Phở ngon, hấp dẫn là vậy, nhưng gần đây, người dân thủ đô lại e dè với món đặc sản này vì thông tin cả Hà Nội ăn nước phở bẩn của một cơ sở ở địa chỉ số 10 ngõ 2 trên phố Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Theo thông tin của những trang mạng này, thì có một cơ sở chế biến ruốc thịt lớn nhất nhì Hà Nội, có chế biến nước phở từ nguyên liệu làm ruốc thịt, các loại nước luộc thịt, nước ép thịt, thậm chí là loại nước rửa chảo xào thịt cũng được họ tận dụng. Các trang mạng này còn mô tả, các loại thịt được cơ sở này nhập về chế biến chủ yếu là các loại thịt ế, ôi thiêu tại các chợ lớn nhỏ trên địa bàn Hà Nội. Rồi thịt lợn xề, lợn bột, lợn ốm, lợn chết chỉ cần mang về luộc lên cho thêm hóa chất là có các loại thịt trắng mướt trông rất bắt mắt. Loại nước luộc chỉ cần để lắng, gạn ra là có thể bán cho các cửa hàng phở ngon lành. Thông tin này khiến người dân Hà Nội vô cùng hoang mang. Trong thời gian vừa rồi tôi cũng nghe thấy một số thông tin về
cái nước phở bẩn. Thì tôi là người dân, tôi cũng thích thường xuyên ăn phở. Thế trong vừa thời gian vừa qua tôi rất là sợ, và tôi cũng để đảm bảo sức khỏe của mình, tôi có cũng phải chọn một những cái địa điểm, những cái nồi nước xương của họ linh, nồi to và xương bò 100%. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra mới đây của Cục An toàn Thực phẩm và Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng lại không giống với những thông tin đăng tải trên một vài trang mạng. Thế và như tin đã đưa trên trang mạng của Cục An toàn Thực phẩm, thì đây là một cái cơ sở mà kiểm tra đến thời điểm đấy là theo thông tin nắm được thì tất cả là đều không có cái hoạt động liên quan đến cái việc mà sản xuất cái nước phở để kinh doanh bán cho các cửa hàng trên địa bàn. Và đây thực ra nó là chỉ là một cái cơ sở sản xuất ruốc đấy, và từ sản xuất ruốc từ thịt lợn. Các cái hoạt động của họ thì ở quy mô hộ gia đình. Vậy thực hư về câu chuyện lò sản xuất nước phở bẩn là như thế nào? Nhóm phóng viên kênh VTC14 đã tìm đến căn nhà số 10, ngõ 2, đường Đê Tô Hoàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Không tiếng máy móc, không có nguyên liệu làm nước phở. Bà chủ nhà, nhân vật được coi là đầu nậu cung cấp nước phở bẩn, cũng không có vẻ gì là đang có hành vi phi pháp. Còn tầng 3, nơi được cho là xưởng chế biến, cất trữ nước phở bẩn, chỉ là một phòng trọ dành cho sinh viên. Chứ bây giờ là tôi nghỉ 5-6 năm nay rồi, chẳng làm nữa, nhưng mà tự nhiên lại có báo lên, thì tôi rất là ngạc nhiên. Thế đấy, tất cả mọi người đấy về xem đấy, nhà tôi đấy, chỉ có, nghĩa là hàng đấy thật không đáng kể ấy. Đấy, chỉ có để ăn với này những người nào quen mà người ta ăn quen hàng nhà mình rồi thì người ta đặt mình làm thì làm hộ cho người ta thôi, chứ còn thực tế ra thì chẳng buôn bán mấy. Phải có mỡ màng, nhưng mà nhà tôi đặc biệt là không có mỡ màng đấy, nồi xoong mốc meo ra không làm, máy thì gì. Theo thông tin vừa được đăng tải trên website của Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế, đơn vị này đã phối hợp với Phòng Y tế quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, tiến hành kiểm tra đột xuất ngôi nhà của bà Oanh. Kết quả cho thấy, chủ nhà đã dừng sản xuất ruốc thịt lợn từ 5 năm nay. Ngoài ra, gia đình cho biết chưa bao giờ sản xuất, chế biến và kinh doanh nước phở. Dường như kết quả kiểm tra của ngành chức năng và thực tế sinh hoạt của nhà bà Oanh không giống như miêu tả trên một vài trang mạng. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng gia đình bà Oanh đã bị đánh động và nhanh chóng dừng sản xuất. Vì bức ảnh chụp đăng trên mạng cho thấy, khung cảnh trong ảnh đúng là cửa trước của nhà bà Oanh, từ tấm cửa sắt bên ngoài đến cầu thang cũ bẩn bên trong. Thực hư về xưởng sản xuất nước phở bẩn ở phố Đê Tô Hoàng, Hà Nội vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là cơ sở đã dừng hoạt động, và nếu có làm nước phở thì cũng chỉ là 1-2 lít nước luộc thịt để làm ruốc, chứ không phải là một lò cung cấp cho cả thành phố như một vài thông tin đã đưa. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng phở bẩn vẫn xuất hiện, vì chi phí cho nguyên liệu ninh nước phở là xương bò chiếm phần lớn chi phí làm phở. Thế nên chúng tôi nghĩ rằng đây là bài học cảnh tỉnh để giúp cho chúng ta có cái nhìn và chúng ta không bị bất ngờ trước những cái hiện tượng sản xuất kinh doanh mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn có những cái con sâu, những cái việc vi phạm mà nó gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe, thế rồi là vấn đề an sinh xã hội và đặc biệt là dư luận xã hội trong cái quá trình vừa rồi của chúng ta. Khi chế biến từ những nguyên liệu không bảo đảm an toàn như thế thì nó chứa đựng rất nhiều các mối nguy dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, các cái mối nguy về vi sinh vật, các mối nguy về hóa chất. Hiện nay nếu xét bình diện chung thì các quán phở đều đảm bảo an toàn thực phẩm.
Tuy vậy vẫn còn những cái quán mà do các nhà sản xuất thiếu trách nhiệm. Chúng tôi chưa nói đến mức độ là vô trách nhiệm. Đấy. Chỉ nghĩ đến cái lợi nhuận mà không nghĩ đến cái tác động về kinh tế xã hội cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng. Nhắm mắt làm ngơ tất cả vì lợi nhuận. Khi đi ăn phở, chúng ta cần tinh ý để phân biệt được phở bẩn hay phở sạch. Theo các chuyên gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, rất khó để phân biệt được nước phở bẩn hay nước phở sạch vì trên thực tế, thịt hay xương ôi thiêu khi đã cho vào khử mùi qua hóa chất thì sẽ hết sạch mùi. Bên cạnh đó, khi đun nước phở có rất nhiều gia vị được gia giảm vào như hành, gừng, hạt tiêu, khiến nước phở thơm phức nên rất khó để phân biệt được nước phở sạch hay nước phở bẩn. Đối với cái sản phẩm nếu là nước phở mà là hỏi có an toàn hay không thì trên thực tế rất khó phân biệt được. Đấy. Cái nước phở an toàn và nước phở không an toàn thì trên thị trường nếu xuất hiện thì có lẽ là chỉ có khi hai hình thức. Thứ nhất là nhà sản xuất sẽ biết được nó an toàn hay không. Vấn đề thứ hai nữa là cơ quan chức năng phải đi kiểm nghiệm để lấy ra các cái thông số, các cái chỉ tiêu về an toàn thực phẩm thì sẽ chứng minh được nó an toàn hay không. Và vấn đề thứ ba nữa là người tiêu dùng sau khi sử dụng nó xem diễn biến của hậu quả của nó như thế nào thì chúng ta mới có thể nói là nó an toàn hay không. Còn theo những người nấu phở lâu năm, nếu tinh ý, chúng ta có thể nhận biết qua một vài dấu hiệu. Nước phở bẩn thường đục, có màu vàng, đôi khi bốc lên mùi hôi của thịt và xương. Còn nước phở sạch thường trong và có mùi thơm ngào ngạt từ thịt và xương. Thật khó để phân biệt nước phở bẩn với nước phở sạch. Tuy nhiên là theo những người có kinh nghiệm nấu phở hàng chục năm ở quán phở này thì có một vài dấu hiệu để chúng ta có thể phân biệt được, đó là nước phở bẩn thì thường có màu vàng rất là đục và đôi khi còn có những mùi rất là hôi của thịt ôi và xương ôi. Còn với nước phở sạch thì thường nước phở rất là trong và toát lên cái mùi thơm của thịt và xương. Giờ đây để đảm bảo thì tốt nhất là những thực khách chúng ta nên tìm đến những quán phở mà có những nồi hầm xương, hầm thịt tươi ngon và có thể được nhìn tận mắt như thế này.